cái đoạn code này để chúng ta gì nhận để chúng ta muốn là chúng ta kiểm tra xem thủ tục đó có hay chưa thì chúng ta có thể dùng đoạn code này thì các bạn có thể thêm cái đoạn object object id nhá tôi đơn giản chúng ta làm như này rồi chúng ta sẽ chạy thủ tục này check thủ tục chúng ta chạy này rồi thủ tục chạy xong rồi đúng không rồi Thì bây giờ chúng ta muốn gì nhỉ? Chúng ta gọi thủ tục này, chúng ta lấy giá trị nhân viên có ID là mấy nhỉ? Là 1 và 3 đúng không? Rồi chúng ta ví dụ đầu tiên tôi muốn lấy toàn bộ thông tin bảng nhân viên. À, tôi select để tôi nhìn cho rõ này, select sao, from nhân viên này, employee. Được chưa nhỉ? Rồi tôi chạy đã. Rồi đúng không? Bây giờ tôi mới tôi tôi muốn gọi thủ tục với nhân viên là 3 XS này, đúng không nhỉ? XS à, tên thủ tục tên thủ tục với nhân viên là một này đúng nhá rồi tôi muốn rồi chạy cho ch chạy này ghét data với một này với data là đấy là data một nhá tôi chạy cái này trước như vậy là thông tin là ra sân đúng không một là ra sân đúng không thế bây giờ chúng ta không mặc định chúng ta không muốn lấy nhân um, lấy mặc định xét là get data này đúng không chúng ta enter này đúng nhỉ thì ở đây nó sẽ đưa ra cái gì nó sẽ đưa ra thông tin là là gì nhỉ? Sai mặc định là 3 đúng không? Đúng không? Rồi, đấy. Thì bởi vì chúng ta không bởi vì chúng ta dùng truyền tham số mặc định cho nên chúng ta nếu không truyền kết quả cho nó thì nó sẽ gì nhỉ? Thì không truyền tham số cho nó, đọc vào thì nó sẽ gì lấy giá trị mặc định, được chưa? Bây giờ chúng ta muốn lấy nhân viên có mã. Lấy nhân viên có mã. Mã là Ví dụ nhà là ID bằng 5 dạng, Đúng nhỉ? Rồi ID bằng 5 thì chúng ta xét đúng không? xét Get data đúng không? Đúng nhỉ? Uh, 5 chúng ta có thể truyền TID Hoặc các bạn có thể truyền TID Bằng 5 được Đúng nhỉ? Các bạn sẽ chạy Đấy. Cái năm là gì nhỉ? David. Đấy, như vậy chúng ta hiểu cái thủ tục gọi là Uh, tham số mặc định nghĩa là không mình không truyền vào thì nó lấy cái giá trị mặc định được chưa nhỉ? chúng ta sẽ quay về bài học rồi chúng ta sẽ làm một cái ví dụ nữa là ví dụ uh, uh, một cái thủ tục nữa đó là thủ tục cập nhật dữ liệu thế thì trong thông thường trong chúng ta làm việc cơ sở liệu chúng ta hay phải làm uh, làm việc uh, các đoạn code là chúng ta nhập dữ liệu vào hoặc là chúng ta update dữ liệu đúng không? insert hoặc update một một bảng dữ liệu nào đó thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn chúng ta dùng thủ tục để chúng ta gì nhỉ? Uh, để chúng ta uh, Uh, chèn dữ liệu hoặc cập nhật dữ liệu từ một bảng ví dụ uh, ví dụ này tôi muốn làm này này ví dụ ở đây chúng ta có bảng uh, bảng uh, nhân công bảng employee y bảng nhân viên ấy thì chúng ta muốn là tôi muốn là trong cái bảng này tôi muốn một là tôi cập nhật dữ liệu tôi muốn là nếu mà uh, tôi muốn chèn dữ liệu vào nếu mà cái mã này đã tồn tại thì nó sẽ chuyển thành cập nhật nếu mà mã này chưa tồn tại cái id chưa tồn tại ấy, thì chúng ta sẽ gì nhỉ chèn vào mới bởi vì là khi chèn mà chúng ta biết là nếu mà trùng mã thì nó sẽ bị báo lỗi hệ thống đúng không rồi thế thì chúng ta muốn là nếu mà uh, chèn vào mà chưa có mã thì chúng ta sẽ chèn vào một bản ghi như vậy là nếu mà chưa có mã thì chúng ta sẽ chèn vào bản ghi còn nếu mà có mã rồi thì chúng ta cập nhật thông tin về cái bản ghi đấy ví dụ thế thế thì thủ tục này như sau chúng ta viết tên thủ tục là credit sp SP uh, insert or update imply uh, thủ tục này thì tôi chúng chúng ta thấy là gì nhỉ ở cột Employ uh, có những cột nào thì chúng ta khai báo gần đi biến đúng không vừa uh, rồi thứ nhất tôi khai báo cái biến vid đi là gì là cái biến V là v... viết tắt từ variable là biến thôi tức là ấy nói ý nghĩa nó là biến khác với ID là cột cái biến ID này cái VID kiểu in để lựa khai bạo để truyền tham số là mã V name là L cha là 10 khai báo là tên V series là gì nhỉ là kiểu in là lương đúng nhỉ money cũng được in được còn là gì nhỉ V date start date là cái ngày gì nhỉ cái ngày nhân công nó vào làm và cái PCT là gì nhỉ tên thành phố và region là, vùng đúng chưa thế thủ tục nói như này chúng ta chú ý này nó có đoạn code này if exit select sao from employ e where id bằng vd tức là cái thủ tục này đầu tiên chúng ta phải kiểm tra là xem là đã có nhân viên có mã này chưa đúng không thì chúng ta phải dùng câu lệnh là select sao from employ e where id bằng vd nếu đã tồn tại cái bảng này rồi nếu đã tồn tại cái bản ghi này rồi thì là gì nhỉ thì nó sẽ gì nhỉ cái cái hàm ở đây nó sẽ trả về kết quả đúng không? nếu là tồn tại thì chúng ta thấy là đã có rồi đã có có nhân viên có mã này rồi thì chúng ta không nên gì nhỉ? không thể là cập nhật uh, chèn vào một bản ghi có đúng mã như này được bởi vì nó bị trùng quá chính đúng không? cho nên mà chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh update update như vậy nếu mà đã có thì chúng ta đã update này update này tên bảng này employee này chúng ta đặt tên cột tên cột uh, tên tên cột thứ nhất tên bằng chính là truyền cái biến là gì nhỉ biến tên lương thì bằng biến lương, ngày thì bằng ngày, uh, thành phố thì bằng thành phố, vùng thì bằng vùng. Với điều kiện là gì nhỉ? Với điều kiện là cái mã này bằng gì nhỉ? Bằng cái mã đầu vào Còn ngược lại nếu mà không tồn tại cái tức là đã chưa có vào, chưa có cái bản ghi là có cái mã bằng cái mã truyền vào đúng không? Thì chúng ta sẽ insert into uh, insert into tên bảng này. Uh, tên bảng employee các cột này, ID này, tên này, series này, start date này, reason, uh, city reason. Thì khi mà chúng ta chú ý khi các bạn viết câu lệnh insert thì các bạn nên để cho danh sách các cột đúng nhỉ để các bạn quản lý cho dễ bởi vì nếu mà các bạn không đưa danh sách các cột vì khi giả sử các bạn khác bạn thay đổi thêm một cột hoặc là xóa một cột ở giữa thì cấu trúc của chúng ta sẽ bị thay đổi và cơ lệnh chúng ta sẽ không bị chạy nữa cho nên cách tốt nhất mà khi viết insert into thì các bạn sau cái tên bảng là danh sách các cột thì như vậy là dù chúng ta thay đổi cái gì thì nó vẫn chèn vào những cột này thôi đấy chứ nhỉ đấy còn nếu mà chúng ta không nếu mà chúng ta không viết thêm danh sách cột Ví dụ như là cái câu lệnh này không còn danh sách cột nữa Thì khi tôi chèn vào một cái cột ở giữa Hoặc là gì Ở, ở, ở giữa hoặc là đầu Thì cái cấu trúc của bảng của chúng ta đã bị thay đổi rồi Cho nên là câu lệnh sẽ chạy bị sai Cho nên các bạn nên khuyến cáo các bạn nên dùng cái uh, Tên insert into Sau đó là danh sách cột nhé Value là chính là cái giá trị cần truyền vào là VID, VNAME, start status, CITY, VISION Rồi, thế bây giờ gọi thủ tục thì gọi thế nào? Thì bây giờ tôi muốn gọi Tôi muốn chèn một bản ghi vào Tôi muốn chèn một cái bản ghi là uh, Mã nhân viên là 10 tên là Han Lương 80.000 đô một năm uh, 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 Gì nhỉ Và ngày bắt đầu làm việc là ngày 10 tháng 10 2003 Thành phố New York là uh, gì nhỉ Bây uh, giờ đây thì các bạn thấy Excel tự insert vào Được chưa Bởi vì Han là bởi vì đầu tiên nó sẽ kiểm tra bạn uh, Là mã là 10 10 chưa có thì nó sẽ insert vào Được chưa Rồi còn thủ tục Cái thủ tục này Cái thủ tục ở dưới này là Excel uh, SP insert update employ 10 đúng không nhỉ? Han 1, tức là nếu mà đã tồn tại cái cái nhân viên nào nào gì nhỉ? 10 là thì tôi sửa thành Han 1 đúng không? Nếu mà tồn tại này tôi sửa thành Han 1 với nước này, được chưa? Rồi, thì bây giờ tôi hiển thị thông tin được hai bảng này sau khi thay đổi, được chưa? Đấy, chúng ta để một cái ví dụ này nhá Thì các bạn đầu tiên các bạn ấy sẽ viết thủ tục của trước, các bạn chạy thủ tục trước nhá. Rồi các bạn sẽ chạy thủ tục của trước. Rồi các bạn chạy thủ tục trước này thủ tục trước này. Rồi. Các bạn check cú pháp này, Trách rồi các bạn chạy này xong đúng không rồi các bạn sẽ gì nhỉ các bạn có thể uh, tại sao chúng ta có thể mở lưu query mới hoặc là các bạn các bạn cần thiết các bạn go ở đây cũng được nhưng mà tuy nhiên nếu mà go đây mà các bạn chạy đây thì nó sẽ chạy cái mã này một lần nữa nên nó báo là gì nhỉ báo đã tồn tại được chưa thế như vậy các bạn nên có một thủ tục kiểm tra nếu mà tồn tại thì các bạn xóa cái này đi vậy mất thời gian thì các bạn thôi các bạn tạo một lần thôi các bạn lưu query ở đây rồi thì bây giờ chúng ta muốn là uh, bây giờ các bạn muốn đây tôi muốn lấy đầu tiên lấy toàn bộ nhân viên từ bảng nhân viên này đúng nhỉ? À, tôi lấy để cho các bạn chúng xem nhá đây rồi như vậy là có 9 bản ghi đúng không rồi bây giờ tôi muốn gọi cái thủ tục này xét này tôi chèn một bản ghi vào tôi muốn chèn một cái bản ghi vào Rồi tôi muốn chèn một cái bản ghi này vào đúng không? Han đúng không? Hàn thì cái mã 10 này chưa có trong cơ sở liệu nên nó sẽ insert vào đúng không nhỉ? Rồi, ta sẽ chạy đây. Và bây giờ chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ lấy dữ liệu ra sau khi gì nhỉ? Lấy dữ liệu sau khi là mình xem, đúng không? Mình chèn, mình go ở đây, đúng nhỉ? Go ở đây. Được yeah, Go ở đây nhá. Rồi, chạy này. Check này. Xong, chạy này. Đấy như vậy là đầu tiên là cái câu lệnh này là chúng ta xem dữ liệu đúng không? Như vậy chúng ta có 9 bản ghi này đúng không? câu lệnh dưới này chúng ta sẽ chèn một bản ghi vào bởi vì mã 10 chưa tồn tại đúng không? Mã 10 tồn tại chưa tồn tại nên nó sẽ chèn một bản ghi từ thứ 10 này. Đúng chưa? 10 là han vào đây đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy 10 là han này đúng không? Rồi. Rồi, đấy. Thế bây giờ chúng ta thêm một cái thủ tục tiếp là bây giờ nếu mà đã 10 han có rồi thì chúng ta không chèn được nữa đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng update đúng không? Rồi thì các bạn sẽ gì nhỉ? Sẽ chạy cái đoạn code này. Được chưa? Rồi Và các bạn gì nhỉ? Các bạn sau khi làm thì các bạn cũng hiển thị lên để các bạn xem Được chưa? Rồi các bạn có thể chạy từ đoạn này cũng được Được chưa? Rồi ba đoạn này nhá trước và sau đúng không nhỉ các bạn chạy này đấy như vậy là ở trên đây là han đúng không và ở dưới này là sau khi chạy thủ tục là chúng ta thấy là gì nhỉ là hàn một đúng không rồi đấy như vậy cái thủ tục đấy tôi đã hướng dẫn chúng ta cái thủ tục uh, viết một cái thủ tục update như vậy insert hoặc update như vậy thì chúng ta thông thường chúng ta có thể về chúng ta có thể nghĩ thêm cách viết các thủ tục khác thủ tục uh, uh, xóa vân vân gì nhỉ thì chúng ta đây đây là một cái ví dụ để chúng ta cập uh, nhật dữ liệu